Dạ mọi người, hôm nay nhà mình đi có việc đi vắng nên hôm nay mình quyết định lên ý tưởng với bài ghè cho mình. Và mọi người cùng đi với mình nào. Không biết có con nào hợp tác với mình không nhỉ? Ok, giờ mình sẽ tới với chuyên mục bắt ghè. Đi thế nào? Run. Ok, nó chạy nhanh quá mọi người ơi. Mình sẽ đi kiếm nó xem nó núp ở chỗ nào. Rồi mình sẽ canh và bắt nó. Đi thế nào? Đây, mình thấy tụi nó rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ép góc tụi nó. Thời chơi rượt bắt thì mình cũng thấm hết rồi. Giờ với một mình thì mình làm mình bắt tụi nó là một chuyện rất là khó. Nên mình sẽ đặt bẫy tụi nó. Và mọi người chờ nhé. Ok, giờ mình kiếm được cái thòng lọng rồi. Mình làm một cái dây. Mình sẽ để nó tới và mình sẽ giật kéo chân nó lại. Đây nha mọi người. Ok, sau một hồi đặt bẫy thì mình đã có đối tác cho video ngày hôm nay rồi. Sau khi chạy đua với bầy gà thì giờ mồ hôi mình nhễ nhại luôn. Thì hôm nay mình ở nhà một mình nên mình quyết định sẽ làm món gà nguyên con. Nhắc tới gà nguyên con thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới gà luộc hoặc là gà nướng. Mình thì hôm nay mình sẽ quyết định làm món gà nướng muối ớt. Cũng như tên gọi thì nguyên liệu làm món này khá là đơn giản. Mình chỉ cần gà, muối và ớt. Mình thấy trên mạng thì nó làm khá là phức tạp. Mọi người có thể tham khảo, mình để trong video. Ok, giờ hiện tại là mình đã có nguyên liệu là gà và muối. Nhưng mà nhà thì lại hết ớt mất. Nên là giờ mình phải đi chợ để mua thêm ớt. Tầm này thì đã là quá trưa rồi. Mà một mình vừa phải làm gà, mà vừa phải đi chợ nữa. Nên mình nghĩ là khá là lâu. Cũng may mình được tiếp xúc với phim Nhật thường xuyên. Nên mình cũng học được một cái thuật gọi là thuật phân thân. Đéo tin. Ok, dạ. Mọi người có hai người rồi. Giờ tôi sẽ phân công, tôi là người đi chợ. Còn ông ở nhà làm gà nha. Thôi, gà ở tôi đi chợ cho. Để tôi đi làm gà đi. Ông ở nhà làm gà đi. Tôi đi. A few moments later. Để tao đi. Con đụng vô rồi. Đụng vô. Sao? Ý mày là gì? Dễ mày sao? Ý mày là gì? Mày tự đụng lên coi. Đụng vô. Thôi. Nhìn cũng đẹp trai mà sao nó nhây quá vậy mọi người. Ok, rồi cho con bạn. Làm gì đó? Có làm gì đâu. Mình đi á. Ok, thôi để cho con bạn. Thì giờ mình sẽ chơi một cái trò. Để cho yeah. Để tao nói không? Cứ nói đi. Để tao nói với tụi okay. Đập không nói đi. Nhìn cũng đẹp trai sao nhây quá mọi người ơi. Để cho công bằng thì mình sẽ chơi bánh thuốc xì. Xem ai là người thắng sẽ là người đi chợ. Còn ai thua sẽ ở nhà làm gà. Ok chưa? Ok. Thì nè, đi chơi bánh thuốc xì. Nope. One hour later. Dừng lại đi. Tôi có ý này. Không có ý được giờ. Tôi sẽ đi lấy từ cái. Rồi mình chờ một thân đi. Không ngồi để chờ tôi xuống nghe. Nhay nảy chưa? Sao nhìn nó cũng đẹp trai mà sao nó nhay quá mọi người ơi. Đây đâu. A few moments later. Ok, nó ra rồi. Giờ
cùng chờ xem nè. Ok, tôi quay lại về đây. Giờ mình có hai tờ giấy ở đây. Một cái là ghi ở nhà, nhìn nó hơi ngược ngược nha mọi người. Còn một cái là đi chợ. Thì giờ mình sẽ chơi bốc thăm xem ai là người sẽ ở nhà và ai là người đi chợ. Ok. Đây. Đây là bạn ở nhà. Đây là bạn đi chợ nha. Do ghi bốc thăm nên cái đường ở phía sau này nó thấy nó là mình sẽ gấp kỹ, gấp hơi nhỏ lại một chút để không ngang gian nha. Ok, đúng rồi, gấp nhỏ lại để không ai thấy, đừng cho em gian nghe. Ok, ok, đây là hai cái giấy mình để gấp lại rồi. Giờ sẽ không ai biết là cái nào là ở nhà và cái nào là người đi chợ. Đây mình cũng không ăn gian được vì hai cái mình gấp đều giống nhau, tương đối giống nhau. Rồi, ok, đây là đường đèn quá không nào, không mấy ông ơi. Rồi, giờ tôi bóc trước. Tôi bóc trước nha. Ok, tôi như ngọc luôn đó. Rồi, tôi bóc đây rồi, tôi bóc rồi, giờ tôi ăn đó. Nếu là đi chợ thì ở nhà đây. Ok, mong là đi chợ. Đi chợ. Ta-da. Đi chợ. Về nhà mọi người ơi. Nó ở nhà mà sao đi vui với vậy mọi người. Vậy là đi chợ rồi. Xong rồi lúc nãy giờ kêu nó ra để nhờ nó đi nó ở nhà làm gà mà cuối cùng mình là người ở nhà. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Yeah, đi chợ thế nào. Sau công sức nãy giờ cái tụi đẹp trai mà dây nên là giờ nó phải ở nhà làm gà. Mình đi lên xe đi chợ nào. Oh yeah. Oh yeah. Đi nhanh nhanh nha. Ok ok. Để đi nhanh nhanh đó. Ở nhà làm gà. Tụi đi đây. Xin chào mọi người. Nhây. Nhây cả tiếng đồng hồ của tôi. Hello. Ok, nó đã đi chợ rồi. Giờ thì mình sẽ đi làm gà thôi nào. Công sức nãy giờ tốn bao nhiêu công sức mà cuối cùng mình lại là người ở nhà làm gà. Rồi, số tới cái chuyện thôi. Đằng nào thì cũng là mình làm. Rồi, giờ mọi người hãy cùng đi làm gà với mình nào. Đi thôi. Đây, view xung quanh nhà mình đây. Toàn cây với cái không. Ok, giờ mình sẽ đi nấu nước. Yes, giờ nước xong rồi, giờ đi làm thịt nó thôi. Cậu vàng đi đời ông giáo ạ. Bụng thì đang đói, chưa đến chợ mà mấy em nó cứ mời gọi. Nhưng sực nhớ mấy chị không thích mấy anh chưa đến chợ mà để hết tiền nên mình chạy một mạch tới chợ luôn. Ok, giờ mình sẽ đi kiếm chỗ mua ớt. Này cũng là quá chứ rồi nên là chợ cũng có vẻ hơi vắng vẻ mà mình giờ là mình là có ớt của mình rồi.
lần đầu cầm máy quay đến chỗ đông người về được người ta nhìn về xì xào, mình cảm giác như là mình là một idol, một người nổi tiếng. Mình thích cái cảm giác này nên mình quyết định đi một vòng quanh chợ luôn. Ok, giờ mình đã có đủ đồ rồi nên mình sẽ đi về. Em gần xong con ghe rồi vẫn chưa thấy nó về. Không biết nó đi chợ kiểu gì. Thằng phải về phải xử lý nó thôi. Cái này là không được rồi. Quá nhắc nó về luôn. Thằng này á. Lên lắm nè. Yeah, về rồi đây. Cũng về trong này. Hợp lý đấy. Sẵn tay vô dạy em tôi chiên muối ớt nha. Cay cay một xíu. Ok, để tôi đi dạy muối ra. Làm gà đây. Đây là hai bộ phận bên trong cơ thể mà mình thấy ngon nhất, đó là mề gà và lòng gà. Không thấy cái cảnh lên như thấy là hết ngăn luôn mọi người. Nó khá là dơ về nó chứa cái gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Mà cũng là phần ngon nhất của con gà nên là mọi người hãy làm kỹ càng về cái bước này. Mình sẽ xác muối. Phần này thì mọi người có thể làm đi làm lại 2-3 lần để có thể sát khuẩn tốt hơn, cũng để mình ăn có cảm giác ngon lành hơn, sạch sẽ hơn. Cùng mình thì có sát khuẩn là được rồi, chứ mình cũng không quan trọng lắm. Ok, giờ mình để làm gà xong rồi, như này là cưới vợ được chưa mọi người? Alo, ông đang làm gì đó? Tôi làm gà xong rồi đây, đang rửa táo à? Ok, vậy giờ tôi để con gà ở đây xíu con ướt muối ớt nha. Còn giờ tôi sẽ đi tìm lửa để nướng gà. À, thế ông cứ để ở đây. Rồi sau khi tôi lửa táo xong rồi tướng sẽ cho. Là ông đi làm việc của ông đi. Ok, giờ mình sẽ chế biến gà theo một phương pháp cục xúc. Giờ gà có rồi, muối có luôn. Ok, sau khi bỏ gà và muối xong thì giờ chỉ cần mọi người trộn tay đều lên là được. Theo lý thuyết là vậy. Xong gà rồi đó. À, ông làm xong gà rồi. À, có gì ông vô lấy nướng nha. Giờ tôi sẵn tay tôi cắt mấy cái táo luôn. Ok, ông cứ để trong đó đi rồi giờ tôi vô tôi lấy. Ok. Giờ ta chiên một nướng gà nào. Xem cái này rồi banh nó sẽ về để dễ nướng. Đây nướng gà ngon lành rồi, nó mưa giờ mình nướng cũng xong rồi nè mọi người. Đây nhìn con gà nó biết ngon cỡ nào rồi. Chín rồi à. Nướng gà xong là xong vào cắt táo mà. Thì giờ ngồi đó rồi táo sao chưa cắt. Cái này giờ ông làm cái gì? Nãy giờ tôi làm gì đó. Rồi tôi bấm điện thoại nè.
Sướng quá à. Được tỉnh ra tôi nhờ ông giúp mà cũng cùng giờ ngồi đó uống. Cái này là không được rồi. Rồi để tôi đi cất con gà rồi nhậu thôi. Chờ hôm nay giờ mà tôi uống gần hết lâu rồi đấy. Không thì ghê rồi. Chờ tôi chút rồi nhậu nào. Rồi nhanh đi nào. Nhanh rồi chúng ta cùng nhậu rồi nào. Ok, giờ tôi đi trước. Chứ không được lâu nha. Này công sức này. Giờ ông lấy ghê nên là tôi sẽ rót cho ông một ly. Ok, giờ tới rồi đây. Nhìn một gà con nướng trong cái miệng hấp dẫn hấp dẫn đi. Ok, trước khi... Ok, bây giờ mời mọi người mình uống một ly đi. Mời mọi người nha. Mời không? Mời mọi người nha. Chưa kịp ăn cái đuôi này thì đã có người nuốt rồi. Ok, leo không chọc mọi người nữa. Giờ tôi ăn nha. Ngon quá mà. Mùi này mà nhậu với bia là nhức nát không vậy? Đúng không? Mùi này có bia là nhức. Đúng. Mọi người đang xem video của mình. Còn chờ gì nữa mà không nghe tôi lý tưởng với bài gà nhà mình nào. Còn không thì các xe mà đang chợ mua cho mình con gà thì có thể nhậu cùng gia đình, có thể nhậu con mình với mình. Không phải gọi là hai mình mới đúng nhỉ. Đúng. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy thì chỉ mất ngày nào nhà mình đi bán không nhỉ. Rồi, vô nào. Vô. Giờ tạm biệt mọi người. Tạm biệt video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay hãy nhấn like, share, subscribe và nhấn chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.